Những ngày qua, giới truyền thông không khỏi bất ngờ trước thông tin tiền vệ Christian Eriksen chính thức gia nhập Manchester United theo dạng chuyển nhượng tự do. Thỏa thuận giữa MU với tiền vệ người Đan Mạch có hiệu lực đến tháng 6 năm 2025. Đây là bản hợp đồng thứ 3 của đội chủ sân Old Trafford trong hè này, sau Tyrell Malacia và Lisandro Martinez. Phản ứng bất ngờ của giới truyền thông cũng dễ hiểu, bởi lẽ chúng ta ắt hẳn chưa quên những gì đã diễn ra với Christian Eriksen một năm trước tại Euro 2020. Một sự kiện kinh hoàng đã khiến tiền vệ người Đan Mạch suýt nữa thì về với Chúa. Nhưng đồng thời đó cũng là câu chuyện thần kỳ về nghị lực vươn lên và tình yêu cháy bỏng với trái bóng tròn. Thiệt nghĩ nếu Eriksen tự viết chuyện, đó sẽ là một cuốn sách bestseller. Nào các anh em, hãy subscribe kênh, bấm rung chuông, like các sản phẩm của kênh để cùng chúng tôi vén màn sự thật đằng sau sự cố kinh hoàng ấy nha. Đẹp đẽ, cao thượng, dũng cảm và đầy ắp cảm hứng, đó là những mỹ từ dành cho câu chuyện của Eriksen và đội tuyển Đan Mạch tại kỳ Euro cách đây một năm về trước. Kết thúc câu chuyện cổ tích chú lính chì Đan Mạch, nhà văn Andersen đã biến chàng lính một chân phi thường của mình thành một trái tim lấp lánh đẹp đẽ trong đống tro tàn. Dù hồi kết cuối cùng không có hậu, nhưng có lẽ cuộc đời của chàng đã vô cùng vẻ vang và hạnh phúc với những chuyến phiêu lưu can trường và cả cuộc đời được sống, được chết cùng nàng vũ nữ xinh đẹp trong mộng của mình. Hình ảnh trái tim và chú linh chi ra đời gần 200 năm về trước ấy bỗng nhiên được nhắc nhở sống động qua câu chuyện của đội tuyển Đan Mạch tại vòng chung kết Euro 2020 hiện tại. Chỉ khác trái tim trong chuyện cổ tích năm nào thuộc về hồi kết, còn trái tim trong hành trình tuyệt vời của Danish Dynamite năm nay chính là sự khởi đầu. Trái tim ấy là của Eriksen. Tuyển Đan Mạch và Phần Lan không thuộc hàng ngũ tinh hoa ở Euro 2020, nhưng cuộc so tài giữa hai đội bóng này đã trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới mùa hè năm ngoái. Phút 42, từ tình huống triển khai tấn công của Đan Mạch ở cánh trái, bóng đi hết đường biên ngang. Tiền vệ Christian Eriksen đang tiến ra phía bên ngoài để thực hiện quả ném biên, bỗng dưng đổ ập xuống mặt sân cỏ. Nhạc trưởng của Đan Mạch nằm bất tỉnh dù không va chạm với cầu thủ nào. Hơn 40 phút trước đó, Eriksen là cầu thủ hoạt động năng nổ nhất bên phía Đan Mạch. Anh dẫn bóng, anh truyền bóng, anh tranh chấp, anh sút xa. Thậm chí, tiền vệ của Inter Milan thực hiện tất cả những pha đá phạt, từ phạt trực tiếp, phạt góc đến phạt ném biên. Không ngoa khi nói rằng nguồn sống của Đan Mạch ngày hôm đó chính là Eriksen. Vậy mà điều kinh hoàng đã xảy đến, Eriksen đổ gục ngay trên sân cỏ trước sự chứng kiến của hàng vạn cổ động viên nhà. Đội trưởng Đan Mạch Simon Kjær là người đã có động thái sớm nhất giúp cứu mạng đồng đội. Anh phản ứng rất nhanh khi nhận thấy Eriksen gặp nguy hiểm và đã ngay lập tức thực hiện biện pháp sơ cứu không để cầu thủ này nuốt lưỡi. Đội ngũ y tế nhanh chóng xuất hiện, cả sân bóng chìm trong im lặng. Bầu không khí ở Parken đặc quánh nỗi lo khi các nhân viên y tế hô hấp nhân tạo cho Eriksen. 1 phút, 5 phút, rồi 10 phút, Eriksen không cho thấy dấu hiệu tỉnh lại. Sự hoang mang bắt đầu chuyển thành nỗi sợ. Trên khán đài, các cổ động viên bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống cùng đôi bàn tay nắm chặt để cầu nguyện bình an cho Eriksen. Bởi lẽ, tiền vệ Đan Mạch đang đứng trước lằn ranh sinh tử của cuộc đời. Và chỉ cần vài giây chậm trễ, đó có thể là lần cuối cùng họ được nhìn thấy anh. Mà đâu chỉ trên sân, hàng triệu giọt nước mắt đã rơi xuống trước màn hình ngày hôm ấy. Nhưng trong số những người bật khóc, khó ai đau đớn và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như Sabrina Kavis-Jensen, vợ của tiền vệ người Đan Mạch. Ít phút sau khi Eriksen ngã xuống, Sabrina được nhân viên sân hỗ trợ vượt rào xuống sân để xem tình hình của chồng. Sabrina bật khóc nức nở, trái tim cô đau nhói trước bi kịch đang treo lơ lửng. Sabrina khóc, các cổ động viên cũng khóc. Kể cả các cầu thủ, những ngôi sao đầy bản lĩnh như Martin Braithwaite, Andreas Christensen cũng chẳng thể kìm được giọt nước mắt. Braithwaite, Christensen và rất nhiều tuyển thủ Đan Mạch khác đang chơi ở những đội bóng hàng đầu châu Âu. Họ từng đối diện với nhiều khoảnh khắc khó khăn, nhưng tận mắt chứng kiến đồng đội đổ gục là nỗi đau quá lớn. Trong 25 năm làm nghề, đây là khoảnh khắc khó khăn, áp lực và xúc động nhất tôi từng chứng kiến khi tham gia trên sóng truyền hình. Mau khỏe nhé, Eriksen. Cựu danh thủ, bình luận viên kỳ cựu Gary Lineker chia sẻ trên sóng truyền hình trực tiếp. Trong phút chốc, cả thế giới bóng đá dường như quên đi những diễn biến của Euro để cùng hướng về sân vận động Parken. Đột quỵ đã cướp đi của làng túc cầu nhiều tài năng như Marc Vivien Foe, Antonio Puerta, Jack Tiote. Không ai muốn bi kịch ập xuống một lần nữa. 15 phút sau khi Eriksen gục ngã, trọng tài Anthony Taylor thổi còi tạm dừng trận đấu, các cầu thủ rời sân. Với họ lúc này, kết quả trận đấu ra sao cũng không còn quan trọng. Hình ảnh các cầu thủ tuyển Đan Mạch đứng vây quanh, tay nối tay tạo thành hàng rào bảo vệ và che chắn cho các nhân viên y tế chăm sóc Eriksen là một trong những khoảnh khắc người hâm mộ sẽ còn ghi nhớ đến rất lâu về sau. Cùng bậc cảm xúc của tất thảy mọi người đều hòa làm một. Lo lắng,
sợ hãi ở phút ban đầu, để rồi thở phao nhẹ nhõm, an tâm khi tiền vệ của Inter Milan vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Eriksen đã tỉnh lại trong bệnh viện dưới sự chăm sóc của các y bác sĩ. Kết luận y tế cho biết, trái tim của anh đã đột ngột bị ngưng lại một cách bất thường, đe dọa trực tiếp tới tính mạng của chàng trai chỉ mới 29 tuổi. Đó là một trong những sự cố sức khỏe nghiêm trọng nhất mà bất cứ một ngôi sao thể thao nói chung và bóng đá nói riêng nào cũng đều không hề mong muốn, bởi khả năng phải giải nghệ rất cao. Tiền vệ của Inter Milan sau khi lấy lại được nhận thức, đã ngay lập tức gọi về ban huấn luyện và động viên các đồng đội. Anh thúc giục họ tiếp tục ra sân, chiến đấu với lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Đáp lại nguyện vọng của Eriksen, Simon Kjær và các đồng đội mang theo ngọn lửa nhiệt huyết tiến ra khỏi đường hầm. Giữa khoảnh khắc định mệnh ấy, những tiếng hô vang Eriksen, Eriksen như nổ tung các khán đài, kể cả từ nhiều cổ động viên Phần Lan. Những chàng trai còn lại của Đan Mạch đã được tiếp sức một nguồn năng lượng tinh thần kỳ diệu, xuất phát từ trái tim đã giành được sự sống của Eriksen. Bản nhạc bi thương phút chốc hóa thành khúc ca bi tráng. Họ như được hồi sinh thành những chú lính chì dũng cảm, dù phải mang đôi chân đầy thương tổn khi hệ thống chiến thuật từ nay thiếu vắng chàng tiền vệ tài hoa nhất. Họ đảo ngược hồi kết không có hậu được giới chuyên môn dự đoán thành câu chuyện có hậu và truyền cảm hứng bậc nhất mùa Euro 2020. Dẫu cho Đan Mạch phải nhận thất bại sau trận đấu, quả tim của Eriksen đã truyền cho họ nguồn động lực lớn lao, thúc đẩy họ tiến về phía trước. Bước ra khỏi những giờ phút sinh tử nặng nề của người đồng đội, những chàng trai của huấn luyện viên Kasper Hjulmand tiếp tục hành trình chinh phục sân chơi danh giá bậc nhất châu Âu. Nhưng những trận đấu tiếp theo của họ không hề dễ dàng và suôn sẻ. Giống như chuyến phiêu lưu của chú lính chì năm xưa, phải trải qua biết bao nhiêu giông tố, gặp muôn vàn khó khăn, nguy hiểm và thậm chí phải đối diện với cái chết. Trận cầu giang dở với Phần Lan và trận gặp Bỉ là thử thách tột độ cho sức chịu đựng và chiến đấu của Đan Mạch. Thất bại trước Phần Lan có thể phần nào thông cảm khi chỉ vài mươi phút trước đó họ phải trải qua nỗi đau với Eriksen. Nhưng thất bại trước Bỉ khiến nhiều người tin rằng họ đúng là những chú lính chì què quặt. Dù có lòng quả cảm và nỗ lực chiến đấu, nhưng không thể có năng lực đi xa hơn. Cánh cửa đi tiếp dần đóng lại với Đan Mạch khi lượt trận cuối cùng họ bắt buộc phải thắng đậm trước Nga và không có quyền tự quyết khi phải chờ Bỉ đánh bại Phần Lan. Nhiều người có lẽ đã nghĩ đến viễn cảnh các chàng trai Đan Mạch sớm rời giải đấu và trở về bên Eriksen, đồng hành cùng anh trong cuộc phẫu thuật tim quan trọng. Nhưng niềm tin của Eriksen không đặt nhầm chỗ, các đồng đội của anh đã không chịu khuất phục dễ dàng. Người ta quên rằng sức mạnh tinh thần của Đan Mạch đã sớm phát lộ khi họ chơi đôi công song phẳng với Bỉ, một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của giải đấu. Đội bóng Bắc Âu thậm chí dẫn bàn trước và giữ vững thanh trì cho đến khi có sự xuất hiện của một cầu thủ đẳng cấp world class như Kevin De Bruyne bên phía đội bạn. Họ không thua trước Bỉ, họ chỉ thua trước một siêu sao. Và đến trận đấu cuối cùng vòng bảng trước gấu Nga, thầy trò Kasper Hjulmand đã chơi một trận đấu tuyệt hay, một ván bài tất tay cho những toàn tính có thể là cuối cùng tại Euro năm nay. Với 4 bàn thắng nã vào lưới đội bóng xứ sở Bạch Dương cùng lối chơi mạnh mẽ, giàu năng lượng, những chàng trai Đan Mạch giành lấy vị trí nhì bảng một cách ngoạn mục. Đó là một phép màu mà ngay cả những ai giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ ra. Làm sao một đội bóng đã thua 2 trận liên tiếp, đón nhận những khủng hoảng cả về tinh thần lẫn chiến thuật khi thiếu vắng đi người nhạc trưởng tài hoa, lại có thể vượt qua cửa tử, giật lấy tấm vé vào vòng trong. Vậy mà họ đã làm được điều tưởng chừng như bất khả thi ấy một cách đường đường chính chính, hiên ngang lách qua khe cửa cực hẹp và tiếp tục chuyến phiêu lưu cổ tích của mình. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho lòng quyết tâm và tinh thần ngoan cường của những chú lính chì xứ Scandinavia. Thùng thuốc súng Đan Mạch đã chính thức được châm lửa. Hào khí dũng mãnh cùng trái tim đã được phẫu thuật thành công của Eriksen tiếp tục thắp lửa hy vọng cho hành trình kiệt xuất của một đội bóng không có nhiều ngôi sao lớn và vốn được xem là kẻ lót đường. Bước vào vòng 1/8, họ thi đấu bùng nổ và đánh bại Sir Wales của ngôi sao Gareth Bale 4 bàn không gỡ để viết tiếp chiến tích của một chú ngựa ồ đáng gờm. Thậm chí, đoàn quân của xứ sở khai sinh ra nàng tiên cá còn đả bại một chú ngựa ồ khác là Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1 ở tứ kết. Chiến thắng này đã đưa đội tuyển Đan Mạch lọt vào vòng bán kết của một giải đấu lớn đầu tiên kể từ năm 1992. Hành trình tại Euro 2020 của họ kết thúc với đôi chân mệt mỏi trên sân Wembley khi họ chịu khuất phục trước đội chủ nhà. Đội tuyển Anh sau 120 phút thi đấu nghẹt thở và một quả penalty đầy tranh cãi ở cuối hiệp phụ thứ nhất. Thủ thành Kasper Schmeichel đã xuất sắc cản phá cú sút đầu tiên của Harry Kane, nhưng cú sút bôi của tiền đạo người Anh đã chấm dứt mọi hy vọng của Đan Mạch. Họ rời giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu và vô số lời tán dương của người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Một hành trình kỳ diệu đã được viết nên bởi xứ sở khai sinh ra những câu chuyện cổ tích. Đan Mạch bắt đầu giải đấu với những bi kịch và khi kết thúc, họ tiến gần đến vinh quang ngoài sức tưởng tượng. Không ngại tranh chấp, lối chơi mạch lạc, mạnh mẽ, những đường lên bóng, dốc bóng, những cú sút tràn đầy uy lực, Đan Mạch đã khoác lên một hình ảnh mới, kiên cường, quật khởi, khác xa với những gương mặt thất thần, run sợ giữa biên cố với Eriksen trong trận ra quân. Từ trái tim run rẩy, giành giật sự sống đầy xúc động của Eriksen, hành trình của những chú lính chì dũng cảm Đan Mạch tại Euro 2020 đã và đang nối dài cho một câu chuyện truyền cảm hứng đẹp nhất của bóng đá hiện đại. Không cần toàn tính,
không cần phô trương, vẻ đẹp của sức mạnh tinh thần và lòng quả cảm chiến thắng nghịch cảnh chính là hiện thân kỳ diệu của bóng đá chân chính, tưởng chừng như đã ít nhiều hao mòn trong thời đại ngày nay. Bóng đá là môn thể thao đẹp đẽ và Eriksen biến nó trở thành tuyệt vời hơn với đôi chân của mình. Chủ tịch Alexander Koferin dành lời nhận xét cho tiền vệ người Đan Mạch. Ông không quá lời khi nói về tài năng của Eriksen, nhất là sau sự trở lại thần kỳ với bóng đá của chàng trai sinh năm 1992. Ở tuổi 30, giờ đây, Eriksen khoác áo một trong những đội bóng có bề dày lịch sử và giàu thành tích bậc nhất xứ sở sương mù, Manchester United. Áp lực mà huấn luyện viên Erik ten Hag đang phải chịu tại Old Trafford là rất lớn, nhưng ông chọn đặt niềm tin vào tiền vệ người Đan Mạch trong công cuộc tái thiết đội hình. Tài năng, lòng quả cảm và tình yêu cháy bỏng với trái bóng tròn của Eriksen được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác tuyệt vời giúp MU thăng hoa trong giai đoạn tới. Trái tim Eriksen sẽ mãi đập từng nhịp cho sự sống mãnh liệt của riêng mình và từng nhịp cho sự hồi sinh của những con người dũng cảm vượt lên định kiến và số mệnh.